cái bước lần sau như là mấy kiện dạng có mặt ở giải đấu cao nhất của cả nước nhà. Ở vòng 2 giải nhất quốc gia, thầy trò huấn luyện viên Nhan Thiện Nhân có chuyến làm khách đầy khó khăn đến sân của câu lạc bộ Hà Nội. Thời tiết chính là cản trở lớn nhất cho đội bóng đến từ phía Nam. Sự khởi đầu chậm chạp đã khiến cho Huỳnh Dương An Giang phải trả giá với bàn thắng ở phút thứ 30 do công của Văn Quân từ chấn 11m. Luôn được đánh giá là một đội bóng có bản lĩnh, nên sau khi bị dẫn trước, Huỳnh Dương An Giang đã chơi đầy quyết tâm. Và nếu tận dụng được những cơ hội mà đang, thì đội khách đã có được bàn thắng săn bằng tỷ số ngay trong 45 phút thi đấu đầu tiên. Bước sang hiệp đấu thứ hai, sự chủ chốt của các cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội đã tạo cơ hội cho đội khách có được rất nhiều cơ hội và một trong số đó đã được chuyển hóa thành bàn thắng với pha xuất phát đánh mắt của Tấn Hùng. Có được một thế trận tốt và một điểm ở Hà Nội trong thời tiết lạnh giá là một kết quả đáng khích lệ với Hùng Vương An Giang. Nhưng mùa giải vẫn còn rất dài ở phía trước và với lực lượng hiện tại thì câu lạc bộ cũng không đề ra những mục tiêu cụ thể cho mùa giải này. Đấu với mùa hôm nay An Giang.